Kính chào quý khán giả, do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên các tỉnh thành Bắc Bộ trời khá nhiều mây, mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi và chỉ là những cơn mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực này giảm xuống chỉ còn từ 18 đến 20 độ, vùng núi cao thì dưới 15 độ, trời rét. Sang đến ngày mai, tình trạng nhiều mây vẫn tiếp tục duy trì, trưa chiều trời hửng sáng với nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tiếp tục là nguyên nhân gây mưa lớn cho các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho tới Quảng Ngãi. Mưa to đến rất to sẽ tập trung từ Quảng Bình cho tới Thừa Thiên Huế. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiệt độ tại các tỉnh Trung Bộ không cao, chủ yếu là phổ biến từ 23 đến 26 độ tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân và từ 27 đến 30 độ đối với các tỉnh phía Nam đèo. Tương tự, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông diện rộng vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày mai tại Tây Nguyên là từ 27 đến 29 độ và tại Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 gây biển động. Còn tại quần đảo Trường Sa cũng có mưa dông, gió tây nam chỉ mạnh cấp 4, nhưng trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.